Có mặt tại Thảo Cầm Duyên là hàng ngàn bạn trẻ, học sinh, phụ huynh, những người đã, đang và sẽ theo đuổi tiếng Pháp, một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Bên cạnh các sự kiện sôi nổi như hội chợ, biểu diễn ca nhạc, thời trang, các cuộc thi ảnh, ngày hội còn có nhiều gian hàng của các trường, các chương trình đại học có giảng dạy tiếng Pháp, cũng như gian hàng của các nước nói tiếng Pháp. Một cơ hội cho những ai quan tâm đến việc học thứ tiếng, được ví von là ngôn ngữ của tình yêu. Tiếng Pháp khá phát triển tại Việt Nam, việc có thể sử dụng được tiếng Pháp cũng là một lợi thế trong quá trình hội nhập. Ngoài ngày hội Pháp ngữ, sẽ còn nhiều sự kiện văn hóa khác diễn ra suốt 15 ngày tại thành phố. Trong đó có thể kể đến tuần lễ phim Pháp tại Biện trao đổi văn hóa giới Pháp IDCAP hoặc các triển lãm nghệ thuật.